Người thực hiện quả đá biên vẫn là Danh Phát. Cú dứt điểm. Tỷ số của trận đấu là một. Dù là đội bóng đã chịu lép vế trong để chịu lép vế nhưng cũng có thể hoàn toàn tạo ra được bất ngờ khi vượt lên dẫn bàn. Đá biên dành cho Thái Sơn Bắc. Danh Phát. Tỷ số của trận đấu là 2-0. Tình huống đá biên. Nhưng lần này thì bóng đã biên. Có vẻ như ở trong tình huống vừa rồi, trong Từ Minh Quang là Danh Phát, là Alan tới rất nguy hiểm. Như vậy là tỷ số của trận đấu được rút ngắn xuống còn 1-2 cho các cầu thủ Tân Điệp Hùng. Pha làm bàn là của Đắc Huy. Một tình huống mà số 9 bên Việt tới từ Từ Minh Quang, và Đắc Huy là người đã tận dụng cơ hội để rút ngắn cái biệt xuống còn 1-2. Sơn Bắc, Quang Vũ. Tỷ số của trận đấu là 3-1. Một pha đi bóng và dứt điểm quyết đoán của Quang Vũ. Có thể thấy nụ cười đã được huấn luyện viên Huỳnh Bá để cho Thái Sơn Bắc có một pha lên bóng đơn giản. Cơ hội Thành Tín. Pha dứt điểm và ghi bàn đơn giản của Thành Tín khi mà không trong trận đấu ngày hôm nay. Một tình huống mà Thành Tín đã áp sát rất nhanh để lấy bóng trong chân của đối phương.